Đây là cách mà vị hay làm sữa chua ăn ở nhà nè, cực kỳ nhanh và cực kỳ đơn giản. Công thức gồm một hộp sữa đặc, một lon nước sôi và hai lon sữa tươi không đường. Các bạn dùng lon sữa đặc để đông luôn nha, như vậy thì dễ nhớ hơn. Thứ tự thì mình sẽ cho sữa đặc vào trước, sau đó cho nước sôi, khuấy đều lên rồi thì mình sẽ cho sữa không đường vào. Vị dùng thêm một hộp sữa chua không đường nữa để làm sữa chua cái đó các bạn. Các bạn nhớ là mình sẽ để cái hộp sữa chua này ở nhiệt độ phòng và mình dùng muỗng để khuấy đều lên trước khi mà mình cho vào hỗn hợp sữa. Bởi vì nếu như mà các bạn không khuấy đều thì nó sẽ bị bợn và sữa chua của mình nó sẽ không được mịn, không được ngon. Sau khi cho sữa chua vào rồi thì mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp sữa một lần nữa và cho vào trong hũ. Thì cái mẻ sữa chua này Vĩ làm được 12 hũ đó các bạn. Công đoạn cuối cùng mình sẽ cho tất cả những cái hũ sữa chua vừa làm được vào một cái nồi và chế nước sôi xăm xắp vào, đậy nắp lại, dùng một cái khăn to để bọc quanh và ủ. Các bạn ủ từ tối cho tới sáng, khoảng tầm 7 đến 8 tiếng là có thể ăn được rồi đó. Thường thì trước khi đi ngủ Vĩ sẽ làm một mẻ sữa chua và sáng hôm sau thì đã ăn được rồi. Các bạn xem cái hũ sữa chua của Vĩ làm nè, mình úp ngược xuống nó vẫn không chảy. À, khi mà lấy ra khỏi nồi thì các bạn đừng vội bỏ vào trong tủ lạnh mà hãy để khoảng tầm 15 đến 20 phút để sữa chua lên men á, thì sữa chua của mình ăn sẽ có vị chua chua ngọt ngọt ngon hơn. Với cái công thức này thì Vĩ hy vọng là tất cả mọi người ai thích ăn sữa chua cũng đều làm thành công nha.